quê nhà quê người có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó đúng không đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người xa quê hương bây giờ có ai mới quen gặp tôi hỏi bà ông ở đâu đến vậy thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên tôi ở san jose hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời tôi ở mỹ đến tôi sẽ không trả lời là tôi ở việt nam đến nữa chỉ trừ người ta hỏi bà là người nước nào thì lúc đó tôi chắc chắn nói tôi là người việt nam để cho họ không nhầm với người trung hoa nhật hay phi đúng Tôi ở Mỹ trên dưới 30 năm rồi. Tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi. Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông và cái mũi tẹt khiêm tốn, tóc sợi to và đen. Khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm đối với người á đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng nhưng màu trắng này thực ra là màu ngà và đứng cạnh một ông tây bà mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt khi tôi nói tiếng anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng anh theo cách dịch tiếng việt trong đầu như thế bị chê là nói tiếng Anh bể, broken English. Về cách phục sức nhà ở, xe cổ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc. Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bắt đũa bày ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt. Tôi ở đất này đến 30 năm rồi cơ mà. Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên dưới 30 năm thì tự nhận mình là người Hà Nội. Người ở Hải Phòng, Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ 75-76 tự nhận mình là người trong Nam. Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam, không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa. Dù tôi có yêu quê hương đến quặng thắt cả ruột gan, có gặp lại họ hàng, nước mắt không cầm, thì khi thăm viếng hỏi han họ vẫn thỉnh thoảng nói rất tự nhiên. Anh chị đâu có phải là người Việt nữa. Bây giờ chị là người Mỹ rồi, chắc cái này không hợp với anh chị, cái kia không ăn được, cái nọ không biết đâu. Nhưng lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn việc hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ. Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Rằng tôi phải có bổn phận và tình thương với đất nước đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ấp trong ngực rồi. Tôi chẳng cần ai nhắc nữa. Nhưng bổn phận thì cho tôi nghĩ lại. Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tuổi trong chiến tranh hơn 30 năm về trước xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất rồi lại phải đào lên đốt thành tro than bị đuổi mộ như đuổi nhà đã trả bổn phận đó thay tôi rồi không đủ hay sao bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ với chính phủ sửa đường xây trường học và nuôi những người ở khắp nơi mới tới như trước kia đất nước này đã nuôi người việt vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định tôi là người mỹ tôi phải làm bổn phận công dân có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng êm ả đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ tôi cảm nhận được nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình không phải nước mình Chẳng có một lý do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước hồ gần gần sóng. Mưa trên xa lộ Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng năm ở Thị Nghè. Nhà mình ở Trần Quý Cấp, nhà anh ở trước rạp Sine Eden đứng trú mưa với nhau. Nước ở hồ San Jose trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà sang bên kia thủ thiêm chơi với bạn hay sống nước ở bắc mỹ thuận những lần qua phà đi thăm họ hàng ở tầng bạc liêu nhưng lúc đó tôi bất chợt bắt gặp mình việt nam quá vì những cái bóng việt nam thật mờ thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình và kỳ diệu làm sao những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở mỹ chắc tại tôi là người việt nam lại có những lần ở việt nam tôi bị mũi đốt kín cả hai ống chân bị đau bụng liên miên cả tuần lễ đi đâu cũng phải hỏi đường ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến và đang đi lạc tiền bạc tính hoài vẫn sai nhiều khi đứng trên vênh trên đường phố sài gòn biết đất nước này vẫn là quê hương mình những người đi lại chung quanh là đồng bào mình nhưng sao không giống việt nam của mình hình như đã có điều gì rất lạ ngôn ngữ việt thì thay đổi quá nhiều pha trộn nửa hán nửa ta chấp đầu của chữ này với cuối chữ của chữ kia làm nên một chữ mới thật là ấn tượng Cách phát âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà cha mẹ tôi ngày trước và họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, trầm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất vẫn mặt đất thân quen nhưng sau lòng hoang mang quá đổi và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ. So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ. Hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp là nơi chôn nhau cắt rốn ở trong nước có bài hát nổi tiếng quê hương mỗi người có một như là chỉ một mẹ thôi nhưng có người lại nói nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài có những người thân chung quanh mình hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình như vậy thì tôi có một hay hai quê. Tôi sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói: "Cái này người Việt mình không hợp, hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen." Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc. Dù mình có sang trọng lịch sự như họ. Hóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam, mình đều lạc chỗ cả. Tôi nhớ mấy năm trước, có lần trò chuyện với mẹ của một người bạn. Lúc đó cụ ngoài 80, hãy còn minh mẫn. Cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên rủ nhau theo đạo công giáo. Gặp tôi, cụ hỏi, không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu. Phật dần anh ấy, vì anh ấy bỏ đi. Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá. Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi, và không may cụ bị Alzheimer. Vậy là cụ không còn minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những lời cụ nói thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chào ôi, cái thân cỏ bồng. Nhưng lạ lắm. Tôi biết chắc mình là người Việt. Nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt dù là một giấc mơ vui thấy nhớ quê nhà quá đổi tôi nhớ lại trong những chuyện ngắn những bài thơ đường tôi đọc thời rất xa xưa về người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa. Hồi đó sao mà mình thương những ông già trong thơ đó thế? Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình. Họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác bùi ngùi, tuổi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình. So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác. Khi về đổi họ thay tên, núi trùng bóng tuổi, sông ghen càng dòng.